Tập 4. Anh hùng cứu mỹ nhân hả? Cho người anh hùng cứu mỹ nhân. Muốn lo chuyện bao đồng phải để xem người có tài năng gì. Công tử. Sư đệ. Sư đệ nói với phụ thân đệ phải báo thù cho đệ. Sư đệ, người dám giết chết sư đệ ta? Là hắn ta từ chuốc lấy, là hắn đáng chết mà. Người đợi đó, ta nhất định sẽ tìm ngươi báo thù. Người đợi đó. Cha. Công tử, giờ phải sao đây? Nam tử hán đại trượng phu, người nào làm người đó chịu. Mau lên chôn xác của hắn ta đi. Dạ. Công tử, cậu đại gia, cái này ông cầm lấy trước, cứ coi như không có chuyện gì. Các người đi nhanh đi. Được. Không ngờ con người này cũng rất có trách nhiệm. Gây go là người chết chính là con trai của Dư Thương Hải. E là lần này Lâm gia sẽ có tai họa ập tới. Đã nói với con bao nhiêu lần rồi, luyện công thì phải chú tâm, kẻ địch trước mắt sao có thể chậm trễ được. Lúc nãy nếu không phải là phụ thân mà là kẻ thù của con, thì giờ này tay phải của con có còn hay không? Con xin lỗi phụ thân. Bình Chi, sao vậy? Con thấy không khỏe hả? Con không sao. Con sao vậy? Vẫn còn giận vì chuyện xuống khoang thuyền à? Đừng giận phụ thân nữa mà. Cha con quyết định nói tất cả cho con biết rồi. Mẫu thân con chuẩn bị cơm nước xong hết rồi, phụ thân và con vừa ăn vừa nói chuyện đi. Dạ. Thoải mái quá. Nè, A Sử, ngươi có biết không? Cả đời ta chưa từng thấy cảnh giết người bao giờ. Không ngờ công tử nhà ta linh trí thiệt. Người đó võ công cao cường vậy, lại không địch nổi một lưỡi dao găm. Nhưng mà nói gì thì nói, lúc nãy ta cũng sợ muốn chết. Nước này dễ chịu quá. A Sử, còn không mau qua đây. A Sử. A Sử. Hả? A Sử. Tịch Tà Kiếm Phổ. Đây có phải là thứ mà con tìm được trong khoang thuyền lúc nãy không? Phụ thân, cái này không phải là võ công gia truyền của Lâm gia sao? Tại sao lại phải giấu kỹ vậy? Năm đó tằng tổ của con diễn đồ công, nhờ sử dụng bộ kiếm pháp này mà đánh bại rất nhiều người trong võ lâm. Sau này gia đình chúng ta làm việc cho triều đình, không còn màng tới ân oán trong giang hồ nữa. Nhưng kẻ thù thì vẫn còn đó. Mấy năm nay sở dĩ phụ thân không đưa kiếm phổ cho con, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là sợ kẻ thù tới trả thù, dẫn tới thương vong không đáng có. Nhất là Dư Thương Hải của phái Thanh Thành, sư phụ của hắn Trường Thanh Tử năm xưa bại dưới tay tằng tổ phụ của con,
tên này lòng dạ hẹp hòi, vốn dĩ là mối họa lớn, nhưng mà giờ thì tốt rồi. Sao lại tốt chứ? Bây giờ phụ thân con cáo lão hồi hương, vì vậy cố tình đem lễ vật đến cho dư quán chủ của phái Thanh Thành, hy vọng mọi người quá can qua thành bạch ngọc. Mấy ngày trước nhận được thư hồi âm của dư quán chủ, nói là mọi việc có thể thương lượng. Ân quán mấy chục năm nay cuối cùng cũng đã êm thấm. Cha con cũng hy vọng con có thể kế thừa tịch tạc kiếm pháp của nhà ta để làm rạng danh võ công của Lâm gia. Chỉ tiếc là tịch tà kiếm phổ này không phải bản đầy đủ. Ngoài 72 chiêu kiếm pháp ra, nghe nói tàng tổ phụ con diễn đồ công vẫn còn một tập bí kíp nữa, nhưng lại không nằm trong kiếm phổ này. Phụ thân, vậy bí kíp đó bây giờ ở đâu? Phụ thân có biết không? Cái này thì phụ thân lại không biết. Năm xưa lúc tàng tổ phụ đem bộ kiếm phổ này truyền thụ lại cho tổ phụ con, thì bí kíp đã bị thất truyền. Cho tới đời của phụ thân thì lại càng không biết chút gì hết. Phụ thân cứ yên tâm, con sẽ ngày đêm siêng năng khổ luyện, chắc chắn sẽ ngộ ra bí kíp trong đó. Không, tuyệt đối không thể được. Tại sao vậy? Chuyện này rồi sẽ có một ngày con hiểu thôi, nhưng mà bây giờ vẫn chưa phải lúc. Lâm đại nhân, không xong rồi, A Trịnh bị giết chết trong nhà tắm rồi. Hả? Cái gì? Tim gan dập nát, nhưng bề ngoài không có vết thương, chỉ e đây là thoái tâm chưởng lực của phái Thanh Thành. Không thể vậy được, vì quán chủ rõ ràng đã nhận lễ vật của chúng ta, còn trả lời thư không mà. Không lẽ có liên quan tới hai người sáng nay? Cái gì? Sáng nay đã xảy ra chuyện gì? Sáng hôm nay con gặp một tên háo sắc đang đùa cợt nữ nhi, con thấy gai mắt nên muốn dạy cho chúng bài học, nào ngờ ra tay nặng quá đã giết chết hắn. Họ đã sử dụng những chiêu thức gì hả? Đây là võ công của phái Thanh Thành. Nguy rồi. Xem ra thù cũ chưa tan, lại thêm thù mới. Sau khi các con giết người, thi thể được xử trí ra sao? Con giả sử A Trình đã đem chôn rồi. Con chắc là ở đây chứ? Dạ chắc. Đào nhanh lên. Đại nhân, có phát hiện. A Sử, xem ra chuyện này liên quan tới chuyện sáng nay thật rồi. Không được, Nam Tử Hán đại trường phu, người nào làm người đó chịu. Con đi tìm người của phái Thanh Thành để nói lý lẽ với họ. Chẳng phải họ là sĩ tử chính nghĩa sao? Con không tin họ không nói đạo lý. Dù là chánh phái hay tà phái cũng đều là người trong giang hồ. Người trong giang hồ thì đều lấy võ công ra để nói chuyện. Con muốn đi giải thích rõ ràng với họ, nhưng sao con biết họ có chịu nghe con giải thích hay không? Vậy phải làm sao? Nếu đã bị họ canh chừng, e là muốn thoát cũng rất khó. Chỉ bằng bây giờ cho thuyền đi ngay, chỉ cần tới chỗ ngoại công con Kim Đao Dược Gia, sẽ có thể mời những người có địa vị trong giang hồ đem chuyện này ra nói cho thật rõ ràng. Bây giờ quan trọng nhất chính là an binh bất động, đừng để xảy ra bất cứ phiền phức gì nữa. Con biết rồi, phụ thân. Lão gia, sao còn chưa ngủ nữa? Xảy ra chuyện như vậy rồi, làm sao mà ngủ được chứ? Tiếp sau đây không biết lại xảy ra chuyện gì nữa. Yên tâm đi, ở trên bờ có lẽ chúng còn có thể ra tay được, nhưng giờ chúng ta đi đường thủy. Dù phái Thanh Thành có lợi hại hơn nữa, trong vòng 800 dặm hồ mênh mông này chắc cũng không thể giở trò gì được. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Phu nhân à, chúng ta khó khăn lắm mới đợi được ngài cáo lão hồi hương, nhận tấm biển mà hoàng thượng ban tặng, có thể quan tông diệu tổ. Thật không ngờ
bây giờ lại gặp kiếp nạn này. Phu nhân, có phải là ông trời cảm thấy chúng ta nửa đời trước sống quá an nhàn rồi không? Lão gia, cho dù xảy ra chuyện gì, tôi cũng sẽ ở bên cạnh ông. Được ở bên ông, tôi đã thấy hài lòng lắm rồi. Phu nhân, chỉ lo cho con chúng ta, nhất định phải giữ an toàn cho nó. Ta biết mà. Bà yên tâm. Không đúng. Sao vậy? Sao lại yên tĩnh vậy? Thường khi cho dù mọi người đều ngủ hết cũng nghe được tiếng bước chân của người đánh kẽn. Nhưng mà chắc không đâu. Trên thuyền có nhiều cơ quan như vậy, là ở trên mặt nước, chắc sẽ không có chuyện gì đâu. Lão Triệu à, sao không cho thuyền chạy đi hả? Lão Lý, Lão Dương, Lão Dương, Lão Lưu à, ai? Rốt cuộc là ai? Là bằng hữu của phái Thanh Thành đúng không? Có giỏi thì ra đây, quyết trận cao thấp với Lâm Chấn Nam ta. Ra đây đi, mau ra đây, ra đây. Lão gia, đừng như vậy mà. Bọn chúng không dám xung đột chính diện, chính là sợ tịch tạc kiếm pháp của ông. Giờ bọn chúng làm như vậy là muốn chúng ta lo sợ, muốn lão gia đây thần trí hoảng loạn. Ông đừng trúng kế của chúng. Bà nhìn đi, bà nhìn đi. Chết rồi. Bình Chi, Bình Chi, Bình Chi, Bình Chi. Chị sư huynh, chị sư huynh, sao rồi? Rất nhiều người trên thuyền đều chết không rõ nguyên do. Hiện tại chỉ còn lại cả nhà ba người họ thôi. Không ngờ người của phái Thanh Thành lại độc ác như vậy. Muội đã dùng một câu truyền thư cho phụ thân rồi, đến giờ phụ thân vẫn chưa đến. Theo huynh giờ phải làm sao đây? Tiểu sư muội, huynh biết muội đang nghĩ gì, nhưng muội đừng bao giờ manh động. Lời sư phụ căn dặn muội nhớ không? Nhưng muội cũng không thể thấy chết không cứu. Hơn nữa tên tiểu tử đó cũng là vì cứu muội mà. Dù nói sao đi nữa thì đây cũng là ân quán riêng của phái Thanh Thành với Lâm gia. Bây giờ sư phụ chưa đến, chúng ta nhất định phải hành sự cẩn thận, tuyệt đối không thể gây thù với phái Thanh Thành trước. Hơn nữa lần này Dư Thương Hải đích thân ra tay, nếu muội có mệnh hệ gì ta làm sao ăn nói với sư phụ? Không cần biết, dù sao thì muội nhất định cứu hắn. Ê, tiểu sư muội, tiểu sư muội. Đi. Mẫu thân, phụ thân, không ngờ bọn người này lại giỏi cả dưới nước. Tiếp nghe nói phái Thanh Thành có một chiêu thức tên là Quy Tức Pháp, khi đã tu luyện thành công sẽ có thể ở trong nước rất lâu. Lúc này lão gia cũng thấy rồi, bọn chúng xuống nước từng đám một, sau đó là lên bờ thay thế luân phiên. Xem ra bọn chúng muốn truy lùng, đuổi cùng giết tận chúng ta. Đúng là núi cao có núi cao hơn. Nực cười cho Lâm Chấn Nam ta.
Con cho rằng chúng sẽ sợ võ công của ta. Nào ngờ bọn chúng muốn cả nhà ba người chúng ta bị dây khốn trên con thuyền, khiến chúng ta phập phồng lo sợ cho tới khi chết. Phụ thân, là do con phạm sai lầm. Con không thể để phụ thân và mẫu thân gánh thay con. Bây giờ con ra ngoài liều mạng với chúng. Bình Chi, Bình Chi, Bình Chi, đã lúc nào rồi con còn vợ thối trẻ con. Nếu như còn xảy ra chuyện gì, con nói cha mẹ làm sao sống nổi. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Chúng ta đâu thể nào ngồi đây mà chờ chết. Trên thuyền vẫn còn chút thuốc nổ. Chúng ta muốn thoát tầm quan sát của chúng chỉ có một cách duy nhất. Là cách gì? Con cẩn thận đó. Con biết rồi mẫu thân. Phụ thân, mau lên. Bình Chi, qua đây. Phụ thân, con không sao chứ? Con không sao, mẫu thân đâu? À, chắc ở gần đây thôi. Mau, mau đi tìm. Sao vậy phụ thân? Con ngửi thử xem có thứ mùi rất đặc biệt. Hình như bốc ra từ người chúng ta. À, phụ thân biết rồi. Nhất định là người của phái Thành Thành sợ chúng ta trốn thoát nên đã bôi cái gì đó ở trên thuyền của chúng ta, cho nên mới có mùi này. Chết rồi, bọn chúng sẽ đuổi tới đây nhanh thôi. Vậy phải làm sao? À, cởi áo ngoài ra trước đi. Bôi chút bùn đất lên người. Bình Chi, không kịp nữa rồi. Mau trốn đi, mau lên. Mau lên, nhanh lên đi. Sư đệ à, khu rừng này không lớn, lục soát thử đi. Đừng tìm nữa, có ả nữ nhân này ở đây, còn sợ phụ thân của hắn chạy thoát sao? Lâm Chấn Đông, ông nghe rõ cho ta, phu nhân của ông đang ở trong tay của ta, tốt nhất là ông hãy ngoan ngoãn ra đây, nếu không được trách ta cho bà ấy chết thảm. Bình Chi, hai cái tên này cũng tuyệt tình thật đó. Sư huynh, cứ chờ xem sao. Đi. Phụ thân, con phải cứu mẫu thân, con phải cứu mẫu thân. Không được đi, không được đi. Sư đệ, xem ra đánh ả cũng vô ích thôi. Chúng ta phải làm sao đi? Có rồi. Dây thừng này chỉ cháy được một lúc thôi. Hai phụ thân con ngươi hãy suy nghĩ cho thật kỹ đi, rốt cuộc có chịu ra hay không. Đợi đến khi dây thừng này bị cháy đứt, thanh kiếm trên mặt đất đâm chết người nữ nhân này, thì đừng trách bọn ta. Có giỏi thì đừng ra đây. Mẫu thân, mẫu thân. Mẫu thân, mẫu thân.
Đây đã nói trước rồi, muốn bắt tiểu tử này không phải rất dễ sao? Qua đây, qua đó đi. Không được qua đây, nếu không ta sẽ giết chết hắn. Đi. Cả nhà ba người đều đến đủ rồi. Sư huynh, huynh thấy chủ ý của đệ có hay không? Hay lắm, hay lắm. Xem ra đệ đây thích hợp kế thừa sư phụ hơn là bọn huynh. Cái đó đệ không dám đâu. Lâm Chấn Nam, ông không ngoan ngoãn ở trên thuyền chờ chết lại chạy ra đây gây phiền phức cho ta, vậy thì đừng trách trên đường đi. Ta đối xử tệ bạc với các người. Trước giờ chúng tôi luôn rất kính trọng như quan chủ, tại sao lần này lại đối xử cả nhà chúng tôi như vậy chứ? Kính trọng sao? Các người đã giết đứa con duy nhất của sư phụ ta, còn dám đối kính trọng? Bây giờ tốt nhất ông cầu trời khẩn Phật phù hộ cho sư phụ ta một đầu giết hết cả nhà ông. Nếu không, nỗi đau sẽ da lúc thịt, còn đau khổ hơn chết nữa. Dẫn đi. Đem đi. 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 Khách từ phương xa đến, chào các ngài. Có muốn ngồi xuống uống chung rượu không? Xem tiết mục biểu diễn đặc sắc của chúng tôi, sau đó cho chúng tôi một chút tiền thưởng. Hay đi, tránh qua một bên đi. Nè sư đệ, đệ cũng lập được công lớn rồi, hay là cho bọn ta uống chút rượu, xem nhảy múa, cũng đâu có gì là quá đáng. Ý của sư huynh là muốn nghỉ chân tại đây một lúc sau. Có tiết mục gì hay không? Đương nhiên có rồi, ngài nhìn đi. Ôi trời, thì ra còn biết ảo thuật nữa. Cái này đâu là gì? Tôi còn có thể làm người sống biến mất nữa. Tiếp mục mà tôi sẽ biểu diễn đây, cần chọn một người trong số các ngài để hỗ trợ tôi. Ngươi là ngươi đó. Ê, cô nương muốn làm gì? Chỉ là ảo thuật mà thôi. Chỗ này lớn như vậy, để còn sợ hắn chạy đường trời sao? Tiểu cô nương cứ biến đi, không cần lo. Ngươi qua đây, vào trong. Mau, mau xuống đây, mau lên. Hay, hay. Còn ai muốn thử nữa không? Nào, có vàng trả gì đây? Trả người đó lại cho ta trước, hãy biến người khác đi. Trả vậy hả? Chuyện này đi ra. Hả? Chết rồi, là mình chi trốn rồi. Bắt hắn lại. Chuyện gì vậy? Sao vậy? Chuyện gì? Cũng tại ta, ta đi bắt hắn về đi. Ôi không được, huynh canh chừng hai phu phụ này, những người khác đi theo ta tìm Lâm Bình Chi. Dạ, dạ, dạ. Thì ra là cô, sao cô lại tới đây? Huynh có thể cứu tôi, sao tôi không thể cứu huynh chứ? Thì ra cô biết võ công, vài lần trước sao cô biết võ công thì không bắt được Ngọc Trai rồi. Sao hả? Quỳnh nghi ngờ tôi. Quỳnh nói đi, nếu tôi là người xấu, sao tôi phải cứu Quỳnh chứ? Cô nương à, cô hiểu lầm rồi, ý ta không phải vậy. Sao vậy? Hồi quá. Phụ thân tôi vì muốn tôi thoát khỏi người của phái Thanh Thành nên đã trét bùn đất lên người tôi. Bùn đất? Nhưng mà hồi thật đó. Hồi quá. Còn hôi hả? Lạ thật, hôi thì hết hôi rồi, nhưng mà có mùi thơm. Qua đó xem thử đi. Dạ, dạ.
Ta đã ngửi được mùi vạn lý hương trên người hắn rồi, nhất định đang ở gần đây. Xét cho ta. Dạ. Dạ. Thì ra mùi thơm trên người huynh đã bị người khác quấy bỏ vào. Biết trước, lúc nãy đừng cởi áo ra. Thật ra thì tôi không sao, chỉ sợ liên lụy cô nương. Vậy huynh yên tâm đi, dù cho họ có bắt được tôi cũng không dám làm gì tôi. Lục soát kỹ cho ta, không được để chúng chạy thoát. Tôi phải ra liều với chúng. Chuyện nhỏ không nhìn sao hư việc lớn. Không phải huynh muốn cứu phụ mẫu sao? Lẽ nào huynh quên rồi? Nhưng mà bọn chúng càng đến càng gần rồi. Không sao đâu, tôi có cách. Nè, hắn bên kia, đuổi theo mau. Dạ. 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 Xếp cho ta. Dạ. Dạ. Ai đó? Lại, ra đây. Tiểu bối vô sĩ, có gan dám bước thêm một bước, ta sẽ cho ngươi tan thành cát bụi. Cút đi. Đi thôi. Đi. Không biết là vị tiền bối nào đã ra tay tương cứu. Linh Sang vô cùng cảm kích. Phụ thân, phụ thân, mọi người đến rồi. Ở trên đường chúng ta gặp được Đức Nặc, mới biết là con đây đã gây ra nhiều chuyện như vậy. Cũng may chúng chỉ là mấy tên vô danh tiểu tốt. Nếu như Dư Thương Hải mà đến thật, thì phái Hoa Sơn chúng ta và phái Thanh Thành không phải sẽ kết thù rồi sao? Nhưng mà con cũng vì cứu người thôi mà. Vậy Lâm Bình Chi đâu? Vì giúp huynh ấy đánh lạc hướng người của phái Thanh Thành, tụi con đã lạc nhau. Xem ra chuyện này náo động không nhỏ. Sư phụ. Ừ. Họ đã ngủ hết rồi à? Dạ ngủ hết rồi. Đức Nặc hả? Đi theo ta tới một nơi. Là nơi nào? Nơi thuyền của Lâm gia bị thiêu hủy. Xét. Xét kỹ cho ta. Sao hả? Sư phụ, người xem. Tiếp tục xét. Dạ. 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 Xem ra Dư Thương Hải tốn nhiều công sức như vậy cũng chỉ vì tịch tà kiếm phổ. Vì quyển kiếm phổ này làm cho Lâm gia nhà tan cửa nát. Dư Thương Hải này cũng độc ác thật, khó trách con trai ông ta phải chịu quả báo. Đức Nặc, con mau quay về hội hợp với tiểu sư muội, sau đó nhanh chóng đến hành dương cùng Sung Nhi đi tham gia đại hội rửa tay gác kiếm của Lưu Sư Thúc. Sư phụ đi trước một bước, một là để thăm dò tin tức của phu phụ Lâm thị, hai là ta cũng thử tìm cái người tên Lâm Bình Chi đó. Dạ sư phụ. Người nói tại sao Ngọc Nương có thể vì một nam nhân mà phản bội ta? Không lẽ ta đối xử không tốt với nó sao? Tại sao tình yêu có thể khiến cho con người ngu muội? Người nói nếu có một ngày ta gặp được tình yêu, ta sẽ trở thành ra sao? Cô nương, không sao chứ? Ta cảm thấy hắn cũng rất dễ thương. Tham kiến giáo chủ. Có chuyện gì cần hồi báo sao? Hồi bẩm giáo chủ, Lưu Chính Phong phái Hành Sơn
muốn rửa tay gác kiếm rút khỏi giang hồ. Trước đó khúc trưởng lão đỡ Hành Dương trú ngụ khá lâu, hai người giao tình sâu sắc, ngấm ngầm gặp mặt vài lần, đánh đàn thổi sáo. Vậy sao? Bọn họ một người là thân cận của thần giáo, một người là vệ đạo của chánh giáo, mà lại có thể có giao tình, thật khiến người ta không thể tin. Trên dưới trong giáo đều đang đồn đại khúc trưởng lão sẽ nổi ứng ngoại hợp cùng Lưu Chính Phong. Vậy sao? Thủ khả có nên đến Hành Dương để thăm dò thực hư hay không? Không cần, lui xuống đi. Dạ. Lưu Chính Phong bề ngoài thì rửa tay gác kiếm, nhưng lại ngấm ngầm cấu kết với Khúc Dương. Xem ra Thành Hành Dương sắp có tuồng hay để xem rồi. Sao ta lại không đến Thành Hành Dương một chuyến chứ? Thạch tượng Bồ Tát này sao lại bị khuyết ở nơi bàn tay? Bồ Tát, Bồ Tát, đệ tử không hề có ý mạo phạm, chỉ là hy vọng bảo tượng của Bồ Tát có thể trang nghiêm hơn thôi, xin Bồ Tát lượng thứ. Nhìn cách ăn mặc này chắc là sư muội của phái Hằng Sơn. Sao lại có lòng thành tới vậy? Tới đây khắc tượng Phật nữa chứ. Cô nương không sao chứ? Đa tạ thí chủ cứu mạng. Cô nương không cần phải khách sáo. Đa tạ. Ê, cô nương, ta đã cứu mạng của cô nương mà cô bỏ đi vậy sao? Ta thấy cô nương xinh đẹp như vậy, tại sao lại phải xuất gia? Vậy đi, cô nương lấy ta cho rồi. Hả? Ngươi nói bậy gì vậy? Điền bá quan ta vạn lý độc hành trước giờ nói một không hai. Ta nói cô nương lấy ta thì cô nương cần phải lấy ta. Người vô sĩ. Thả ta ra. Đứng yên. Thơm quá. Cô nương thơm vậy nè, không để cho ta thì cho ai nữa chứ. Đi, chúng ta đi động phòng. Tên dâm tặc này, xem đây võ công cũng khá cao, không thể liều với hắn được. Mình phải nghĩ cách khác. Cùng đồ tao gan giữa thanh thiên bạch nhật lại dám cưỡng ép dân nữ. Kẻ nào vậy? Lén lút thập thò đâu phải anh hùng hảo hán chứ? Có giỏi thì mau ra đây. Ta vốn không phải anh hùng hảo hán gì, ta là Dư Thương Hải của phái Thanh Thành. Là thật hay giả vậy? Nếu ta gạt ngươi thì Dư Thương Hải không phải là người mà là kẻ hèn nhát. Ngươi chính là tên đại đạo dâm tặc tiếng xấu đồn xa Điền Bá Quan, có đúng không? Ta tiếng xấu đồn xa thì không dám nhận, nhưng hái hoa là sở thích của tại hạ. Dư tiền bối, giảng bối là đệ tử của Hằng Sơn Ngũ Nhạc phái, xin tiền bối cứu giúp. Dư Thương Hải ta tuy không phải là anh hùng hảo hán gì, nhưng ta cũng xem thường loại hành vi bỉ ổi này, ta sẽ không thấy chết mà không cứu. Nếu như người muốn cứu thì ra đây đi. Ra cũng không dám ra, chỉ biết nói cái miệng. Không dám chứ gì. Lão phu đây tướng mạo xấu xí, không muốn gặp ai hết. Không muốn gặp hả? Ta thấy ngươi không dám ra thì có. Nếu đã vậy, ta đây cũng không cần gì loại người giấu đầu lòi đuôi như ngươi mà lỡ mấy chuyện vui.
Nếu đã không gặp á thì tạm biệt nha. Đi. Chết rồi, không gạt được hắn. Phải nghĩ cách khác mới được. Vui thiệt. Đây đây đây. Chúc mừng, chúc mừng. Chúc mừng. Vui không? Dạ. Ở bên này. Vui thiệt. Tiểu nương tử. Tiểu nương tử. Có thể động phòng gì vậy? Nghe ta đi Tân Lan. Bây giờ ngài ra ngoài trước đi. Ừ. Tại sao vậy? Vì Tân Lan và Tân Nương trước khi bái đường gặp mặt trước là không may mắn đâu. Dẹp đi. Bộ muốn gạt ta hả? Ta đã động phòng biết bao nhiêu lần rồi, trước giờ chưa từng nghe nói có quy tắc này á. Vậy ta hỏi ngài, mỗi lần ngài thành thân có lần nào răng lông đầu bạc không? Không có. Vậy thì đúng rồi, cũng chính vì lần nào cũng gặp mặt trước khi bái đường nên mới không thể ở đời với nhau được. Nè, nghe ta đi Tân Lan, ngài có muốn mình ăn đời ở kiếp không? Muốn chứ, đương nhiên là muốn. Vậy thì ngài mau ra ngoài đi. Ha, đi 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 đi, ra ngoài đi. Chuyện gì? Tần nương tử của ngài có phải bị điên rồi không? Sao không động đậy gì hết? Bà mới bị điên đó. Cô ấy đã bị ta điểm quyệt rồi. Nếu ta không điểm quyệt cô ấy còn điên hơn cả hai đi, người đi, nữa. Được. Đợi chút đi. Nào, đến giờ lành sẽ bái đường thành thân ngay. Qua đây. Che đầu lại. Đây. Ra ngoài đi. Mừng đã. Tiểu sư muội phái Hằng Sơn, ta là lệnh hộ xung phái Hoa Sơn đi. Ta đến cứu muội. Mời. Không uống nữa. Sao hại cái tỷ tỷ? Có thể vào động phòng chứ vậy? Đương nhiên được rồi. Nhưng mà ngài phải đưa ngân lượng đã. Ngân lượng của chúng tôi đâu? Ngân lượng gì? Ta đã đưa cho hai người rồi. Có gì lấy thêm rượu nữa. Cái đó là ngân lượng là mai mối. Bây giờ là ngân lượng vào động phòng. Hai người đúng là quá tham lam. Nè, ngân lượng thì không có, nhưng mà người thì có đây. Nếu như hai người đây cảm thấy cô đơn buồn chán, có thể đến tìm ta. Nè, bên đây. Nè, mời. Vui thiệt. Ôi trời, khách từ xa đến hả? Cậu đến thật đúng lúc. Bây giờ chỗ của chúng tôi đang tổ chức hôn sự, có muốn vào trong uống một chén không? Được thôi, chung vui một chút cũng hay. Được. Những cuộc này không thể uống không được. Cậu phải đưa ra một đề khó cho Tân Lan. Nếu Tân Lan trả lời được mọi chuyện hả, mới có thể có như ban ngày vậy. Còn nếu vậy không mà qua được thì ta uống nước chúc mừng. Hiện tại tiếp tục ngồi đây uống rượu. Đây là khách phương xa đến. Ngon. Đây là Tân Lan Quân. Đây. Vậy được, ta hỏi hắn một câu, hắn trả lời được thì cứ cho hắn vào động phòng. Được thôi, hỏi đi. Xuân Miên bất giác hiểu câu tiếp theo là gì. Nè nào, uống đi. Cạn á, cạn. Ta chưa từng đọc sách, không có đi học, không biết đối thơ. Thôi đi, ta mặc kệ. Ta vào động phòng. Không được. Câu thơ mới có thể vào động phòng. Vào động phòng như vậy là không có được đâu. Mọi người nói phải không? Đúng vậy. Được rồi. Thì cũng đối thơ thôi mà. Để ta nghĩ. Xuân Miên bất giác hiểu cạn. Động phòng vô hạn hả? Cái này được. Đúng không? Xuân Tiêu một khắc đáng ngàn vàng, nói gì cũng đúng hết. Đúng rồi. Ha, ta có thể vào động phòng rồi. Ha, các người uống rượu đi nha. Cái cậu này thiệt. Cậu từ từ uống nha. Cứ uống đi. Tiểu mỹ nhân, ta tới đây. Tiểu mỹ nhân, nàng đợi lâu rồi có phải không? Chút nữa ta sẽ bù đắp lại cho nàng. Ý cha, mắc cỡ hả? Đừng có sợ nghe. Ta sẽ cưng chiều nàng mà. Thiếp có đẹp không? Tên xấu xí này đâu ra vậy? Tiểu thúi, tiểu ni cô của ta đâu? Người đem cô ấy đi đâu rồi hả? Gia gia của người đi chính là tiểu Nico đó.
Tiểu tử thúi, dám làm hư chuyện vui của ta, sao ngươi lại đáng ghét vậy hả? Ngươi cho rằng có ai chạy thoát được hả? Ngươi cũng không nghĩ xem ta lại dạng lý độc hành điền bá quan, ta mà thích cô nương nào rồi thì dù là chân trời hay góc bể ta cũng bắt cho được về đây. Vậy ta tìm được bằng hữu tri âm rồi, ngươi biết không, cá tính của ngươi rất giống ta. Lệnh hộ xung ta đây muốn cứu người nào thì dù người đó tới chân trời góc bể ta cũng phải cứu được người đó. Vậy thì cứ việc thử đi. Vậy mà còn đứng lên được nữa hả?